Lan. Dạ tôi bảo. Dạ. Ờ, cô ra bên ngân hàng hỏi giúp tôi cái cách mở thẻ tín dụng nhá. Nhưng mà đang có to mà sếp. Thế có định làm việc không? Ờ, tất nhiên là có ạ. Nhưng mà cần gì phải ra ngoài khi trời mưa to trắng trời. Đây, sếp chỉ cần mất 2 giây truy cập vào trang chủ chăm sóc khách hàng của VPBank, gửi thông tin yêu cầu trợ lý ảo Redmi cùng với công nghệ thông minh AI sẽ giúp cho sếp từ A đến Á luôn. Hay phết nhở? Công nhận là công nghệ của VPBank đỉnh đấy. Thế này là xong à? Vâng. Hỗ trợ tức thì, VPBank thấu hiểu cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.